không may. Em ra nơi này để giọt lệ bên đây. Ôi ơi, Johnny thích nhạc. Nhạc rất hay. Xin chào mọi người ơi, khỏe không? Mình là Johnny. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Johnny. Tại là Hip Hop Johnny Reacts. Và hôm nay Johnny lại đang đi được trên 3 hát Việt Nam rồi. Ôi mọi người, ok, có thể mọi người xem video này rất lâu rồi, nhưng một subscriber của Johnny bảo anh ơi react trên bài Hồng Nhân đi. Ok, thì như Johnny nói, mọi người muốn Johnny react trên bài nào thì cho Johnny biết, comment ở dưới hoặc nhắn tin Johnny trên Instagram, Johnny sẽ react trên bài nào luôn. Ok, thì mọi người cho Johnny biết đi, mọi người thích bài nào và thích Johnny react bài nào thì cho Johnny biết, Johnny sẽ react bài này luôn. Ok, thì hôm nay Johnny sẽ react trên bài này. Trước bắt đầu react, Johnny muốn mọi người ký YouTube của Johnny, ủng hộ Johnny đến 1.000 subscriber. Ok, Johnny sẽ cảm thấy rất vui. Ok, Johnny sẽ nghĩ mọi người đang xem video của Johnny và mọi người đang thích video của Johnny nếu mọi người ký YouTube của Johnny. Ok, nếu mọi người không ký, Johnny sẽ không có nhiều ký thì Johnny nghĩ mọi người không thích react của Johnny. So, mọi người keep motivating me. Ok, ký YouTube của Johnny, chia sẻ video của Johnny, ủng hộ Johnny. Ok, thì bây giờ Johnny không muốn nói nhiều, Johnny sẽ bắt đầu reaction Johnny. Ok, 1, 2, 3, let's go baby. Ok. Going for army training, right? Army life is very hard. Okay. Và Johnny thấy ở Việt Nam khi một nhà có một trai khi 18 tuổi rồi thì họ đi ni mày đúng không? Johnny không biết là đi đâu và cho gì. I think they go for army training, right? If anyone know, so please explain me better. Okay, I want to know about that. Everyone have to go for this training or it's just their own choice? Okay, but I saw many boys go for this training, for wear this uniform. Okay, thì mọi người cho Johnny biết này cái gì. Tại sao tất cả trai khi 18 tuổi rồi thì họ sẽ đi đi này? Ok, mọi người cho Johnny biết nha. Và dòng thứ tay em cười chào anh ngay. Xin lỗi, bắt sắp tay. Nghiêng. English, ok. Nào giờ còn là hư vô, em gửi anh đây lời chào mà những người đi vội, mình làm gì nên tội, tại sao lại cách xa, còn yêu như thế mà để lệ. Dòng old school west coast, wow, music is so good. Khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi, anh chẳng nhớ kêu điều gì mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như cố hương, tìm em mà bốn phương vì say nên vẫn vương. Wow, Jack hát rất hay. Wow, mới vô tình chủ tình mình gặp không may, em ra nơi đây để giọt lệ bên đây. Ôi ôi, Johnny thích nhạc rất hay. Wow, amazing. Thương cha thương mẹ để đành lòng mà quay lưng. 25 âm lịch nhìn người cười mà dưng. Khi kia là pháo hoa, rộn ràng người đến xem. Hoa hàng mừng kết duyên, còn phần mình là hết duyên. Anh như trẻ lạc, còn tâm. Đây, rap rồi. You're like a child. Từ rừng thông, nơi cánh chim nhỏ lạc đàn tìm bến đồ để ngừng trông. Anh là một con đom đóm mất ánh sáng đến xoay vòng, gieo cho anh cả một mầm sống nhưng chẳng chịu không vun trồng. Vì lúc ấy ta còn trẻ nên đời bạc và it's really difficult. Army training is very difficult, you know. They are very strict. Wake up on time, eat on time, sleep on time. The rules are very strict of army. Anh chưa học hết lớp 10, người ta gọi là lưu linh. Anh gắn bó với sông nước và cảnh vật này hữu tình. Còn người ta cho em áo lụa, hỏi tại sao trang phục mình. Tình yêu ơi bình. MV rất bình thường. Màu này và quay video rất là bình thường. Nhưng rất đẹp. Like they are going for training. Ok. And the important part, singing and the music is top notch. Amazing music, amazing singing.
về nhà để gió vang lên câu tình ca để lễ hoen mỹ khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương tìm em. Mọi người biết không, Johnny thích beatboxing, Johnny thích hip hop, Johnny rất thích beatbox nhưng Johnny không biết nhiều để biết nhạc này. Đừng quay nha, ok, Johnny cố gắng học. Bốn phương vì say nên vẫn vương. Hết rồi cuối cùng nắng từ The switch, wait. Bốn phương vì say nên vẫn vương. Hết rồi cuối cùng nắng từ cũng đã ngã vàng. Bên người nhắn tình em phải thương bản thân mình. Buồn lắm phải không, dạ tràn lấp biển đông. Biết người cũng chả trông nên thôi cũng. Wow, what a music composer, man. What a music composer. He composed the music so good. So good, so good. Wow. Định thể ra xong nhưng nếu anh say như thế này thì ai xem. Người ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đem. Vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ. Dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở. Và bài của anh là hình má. The video is very dark. There is no so much color in the video. Okay. It's looking like a shadow, and but it still suits with the music and the singing, and all of our song is looking quite good. Okay, it's looking not bad at all. Wow, great work with a good budget. No need spend so much money. No need to show luxury life. No need to show luxury cars, girls, and all. If content have quality, so it can get big numbers. Wow. Làm cán bộ, anh không cho phép mình khóc. Xe có hư cũng ráng độ. Đời người là kiếp lạng du, anh chẳng may làm lữ khách. Đi với nhau cả một hành trình giờ có xa. Có thể quay video này không cần camera luôn. Quay bằng điện thoại. Và nếu bài hát là hay, music là hay, thì không cần mất nhiều tiền. Quay bằng điện thoại cũng là được. Và có được nhiều view và nhiều follow và cho mọi người thích. Wow. Mà giờ ra đây mà xem có người đang lên kêu hoa. Rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bằng lòng như ở đây. Tình yêu của anh thì có đủ mùi vị nhưng mà chẳng ngọt như ở đây. What a melody. Amazing man, amazing. Quên mỹ khi mùa xuân đang thầm thì nhìn người mà ra đi anh chẳng biết kêu điều gì mà nghe sao đáng thương nhìn nhau như cố hương. Tìm em ở bốn phương vì say nên vẫn vương. Wow, what a lyrics, what a lyrics. He wrote the song very well. I don't know Jack wrote this song or he the writer is different person. I don't know about that, but the lyrics is too good and he's singing, everyone knows that he sings so well. Amazing song, nice song by Jack. One more banger. It's a very old song. Everyone maybe listen already, right? Mọi người bài này cũng quá tuyệt vời. Bài này rất là cool. Có thể mọi người xem nhiều lần rồi và mình Johnny xem đầu tiên. Cảm ơn bạn bảo Johnny reaction bài này thấy Johnny nghe được bài này. Nên Johnny nói mọi người cho Johnny biết Johnny muốn nghe nhạc Việt Nam nhiều hơn, ok? Và Johnny cố gắng học tiếng Việt cho mọi người, ok? Wow, quá tuyệt vời. Amazing, amazing, amazing. Mọi người cho Johnny biết, mọi người nghĩ gì về reaction của Johnny. Thì nếu mọi người không thích gì hoặc thích gì thì cho Johnny biết, ok? Nếu không thích gì cho Johnny biết thì Johnny sẽ cố gắng sửa lại, ok? Nếu mọi người là mấy kênh YouTube của Johnny thì welcome to my YouTube channel, ok? Nếu mọi người xem nhiều lần rồi thì YouTube của Johnny ủng hộ Johnny nên một new subscriber, ok? Thì bây giờ Johnny muốn hết video này ở đây, ok? Johnny sẽ gặp mọi người lần sau, ngày mới, nhạc mới, ok? Video mới. Thì till then, bye bye, namaste, tạm biệt mọi người nha. Love you all. Never guess, I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to